Thưa quý vị, dự án chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên, đoạn từ hạ lưu đập An Trạch, cầu sông Yên, ngã ba sông Cẩm Lệ nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang, được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt từ cuối năm 2022 nhằm chủ động phòng chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế về thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2023 đang đến gần. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Một buổi sáng tại công trình thi công tuyến kè sông Yên trên địa bàn thôn Lai Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Giữa cái nắng gay gắt, các công nhân vẫn miệt mài chia ca để thi công luân phiên nhằm đảm bảo tiến độ tuyến kè theo chỉ đạo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố. Bên cạnh việc giải tỏa mặt bằng thì khó khăn nhất trong việc thi công các công trình kè là việc làm các loại dầm, cố định phần móng. Cái dự án này thì triển khai từ cuối năm 2022 và kết thúc năm 2024. Hiện nay thì đơn vị thi công đang làm các hạng mục, thi công các hạng mục là đổ bê tông mặt đường, lót mái kè và làm dầm, dầm đỉnh, dầm xiên, dầm chân các loại. Cái công trình này nó kéo dài trong ba xã Hòa Tiến, Hòa Khương và Hòa Phong. Thì vừa rồi thi công ở cái mặt bằng có thì thi công ở Hòa Tiến và bây giờ đang thi công trên địa bàn xã Hòa Khương. Trước khi có dự án kè sông Yên thì trên địa bàn xã Hòa Khương, khu vực này luôn có nguy cơ sạt lở cao mỗi khi vào mùa mưa bão. Điều này làm đảo lộn cuộc sống của người dân khi địa phương phải thường xuyên thực hiện các chủ trương di dời trong trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, việc hoàn thành gia cố kè sông Yên không chỉ phòng chống thiên tai mà còn giúp bà con ổn định cuộc sống. Đối với những cái hộ và dọc với dòng sông Yên trên địa bàn xã Hòa Khương và địa bàn xã Hòa Tiến thì những năm trước đây chưa kè thì về mùa mưa bão thì thường thường là nó sạt lở rất là nhiều đoạn, ảnh hưởng đến đất sản xuất cũng như đất ở và nhà cửa của bà con nhân dân dọc với tuyến dòng sông. Thì từ khi có chủ trương thì bà con rất phấn khởi, ủng hộ chủ trương và cùng với đơn vị cũng như là nhà đầu tư để tiến hành là giải tỏa đền bù và tiến hành thi công sớm để đảm bảo là phục vụ các việc là bảo vệ tài sản cũng như đất và sản xuất của người dân. Được biết, đây là dự án thuộc loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nhóm B, công trình thủy lợi cấp 4, với tổng chiều dài gia cố bờ tả và bờ hữu là hơn 8.000 mét. Tổng mức đầu tư của thành phố hơn 125 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế 50 năm.